Vâng, xin kính chào các bạn. Vị khi click vào video này, có lẽ các bạn đã đọc đầu tiên là tiêu đề. Đây không phải là một video dìm hàng, cũng không phải là anti iPhone. Mình là thằng đầu tiên xếp hàng tại Singapore để mua chiếc máy này và dùng cho đến tận bây giờ. Mà mình chỉ đang đưa ra cái ý kiến cá nhân mà mình cho rằng mà các bạn sẽ cảm thấy thất vọng, hoặc ít ra là các bạn sẽ nên cân nhắc về việc có nên mua chiếc iPhone 7 và 7 Plus hay không. Một video này cũng không hề ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của Apple. Bây giờ như kiểu tại cửa hàng di động thông minh đang bán 7 và 7 Plus, hàng Hàn này, hàng Mỹ, hàng Hồng Kông, rồi hàng Nhật, Singapore các thứ đều bán rất chạy. Chả liên quan gì cả đến cái việc là mình có đưa ra ý kiến là những lý do không mua hay là không nên mua hay không, là hoàn toàn nằm từ cá nhân mình, chứ mình chả ép buộc các bạn là nên mua hay không mua. Và ta cùng nhau xem iPhone 7 đã thiếu sót những gì. Điều đầu tiên là cái sự cải tiến về thiết kế gần như không có. Hàng năm chúng ta đều mong đợi là cứ đổi một số mới sẽ có thiết kế mới. Nhưng iPhone 7 đến bây giờ vẫn bị người ta chê trách là trông cả cái gì cái con iPhone 6S cả. Sự cải tiến nó thiết kế là có, nhưng mà nó mất nhiều thời gian, hoặc ít ra là nó không đủ đến mức đột phá như chúng ta kỳ vọng. Và nếu mà các bạn cảm thấy chấp nhận được thì các bạn mua. Còn nếu không, đây là một trong những cái mà có lẽ người ta cảm thấy cười chê iPhone 7 nhất. Thứ hai chính là việc loại bỏ được jack cắm tai nghe 3.5mm. Kiểu gì cũng sẽ có ai fan nói rằng là có jack cắm chuyển đổi từ cổng Lightning sang 3.5. Vâng, tôi mua máy tôi cũng có, nhưng đây vẫn là một điểm yếu lớn nhất cho tới bây giờ mà người ta vẫn nói về iPhone 7. Đơn giản là bây giờ phải đến 99% các sản phẩm về âm thanh các bạn đã sử dụng xung quanh đều có jack cắm 3.5. Vậy mà đối với thiết bị không có, mỗi khi các bạn quên cái cáp đó ở nhà, thực ra mình chưa bao giờ mang nó ra khỏi cái hộp luôn, thì các bạn sẽ thấy nó là một thảm họa khi muốn cắm tai nghe các bạn bè mượn vào để nghe thử. Hoặc ít ra như các bạn sẽ thấy rằng cái sản phẩm này làm cho chất lượng âm thanh bị giảm đi so với việc là cắm trực tiếp như ngày xưa. Thứ ba là chiếc iPhone 7 của mình đến bây giờ vẫn đang sử dụng màn hình HD. 7 Plus thì Full HD và chất lượng hiển thị rất đẹp. iPhone 7 vẫn có màn hình hiển thị đẹp, không có gì phải chê. Nhưng vấn đề là trong tầm tiền này mà vẫn là màn hình HD. Các bạn có thể chỉ tìm thấy iPhone là sản phẩm duy nhất trên thị trường vẫn đang bán độ phân giải màn hình ở trong cái phần khúc tiền này, 18 cho đến 20 triệu hoặc ít ra là 17, 15 triệu đi. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta cần phải có màn hình Full HD sắc nét hơn, ngon hơn nữa. Thì Apple vẫn duy trì độ phân giải màn hình này kể từ thời iPhone 6. Rõ ràng sau 3 năm mà không thay đổi là một điểm mà chúng ta cảm thấy là đáng chê trách. Cái thứ tư là iPhone 7 và 7 Plus vẫn bị tụt lại phía sau về camera. Nếu đúng ra thì ngày xưa bắt đầu từ thời iPhone 4 cho đến iPhone 5S, đây là những cái model mà giúp cho Apple khẳng định được vị thế khả năng chụp ảnh rất chất lượng của mình. Nhưng từ iPhone 6 đi thì các hãng Android đã bỏ xa Apple về khả năng chụp hình. Ngoài cái việc cải tiến thì về phần cứng, về phần mềm, khả năng chỉnh tay cái thông số, xử lý hình ảnh thiếu sáng, mọi thứ thì các hãng Android đều đã cải tiến vượt bậc. Còn Apple đến lúc này vẫn dường như là sự thay đổi có nhưng mà quá chậm chạp cho cái việc cải tiến về chụp hình. Duy nhất chỉ có 7 Plus là xứng đáng năm nay vì nó có cụm camera kép với khả năng xóa phông rất tốt và đem lại cái hiệu quả sử dụng ngon. Còn xét về khả năng chụp hình thì có lẽ trong tầm tiền này rất nhiều bạn sẽ tìm thấy những cái flagship Android khác đáng mua hơn. Cái thứ năm là có lẽ các bạn sẽ đang chờ đợi vào iPhone thế hệ năm sau. Vì thực tế ra mà nói, Apple đã cho ra một vòng đời mới, 3 năm mới thay đổi thiết kế một lần và năm sau là kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone, nên thành ra là họ sẽ để dành cho một cái sự đột phá và vượt trội hoàn toàn mới dành thế hệ iPhone tiếp theo trong 2017 chứ không phải 2016. Và đó cũng là một trong những lý do rất nhiều bạn hỏi mình liên tục là có nên mua không hay là cứ đợi đến năm sau rồi mua. Và đấy là những ý kiến cá nhân của mình chia sẻ về việc đó, những cái điểm mà mình cho rằng mà người ta sẽ không muốn mua chiếc iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Chứ còn cá nhân, còn mình thì mình vẫn mua đấy thôi, kệ bố nó mấy cái điểm yếu đấy, thích thì vẫn cứ mua thôi vì nó là chiếc iOS, một nền tảng mà mình đã thích và mình không thể bỏ nó ra được, vẫn phải sử dụng hàng ngày phục vụ cho công việc của mình. Thế các bạn thì sao? Lý do gì mà các bạn bây giờ không mua iPhone 7? Ngoài cái lý do quan trọng nhất là đầu tiên. Đúng rồi. Và các bạn đừng quên truy cập website di động thông minh để xem giá bán chi tiết của iPhone 7 và 7 Plus. Hiện tại có rất nhiều phiên bản cho các bạn lựa chọn và giá cũng đã hợp lý hơn ngày xưa rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau.